yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà. Đàn cháu xinh rất ngoan của tôi luôn thấy vui mỗi chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muôn phiền. Bà thì luôn trong tim chúng tôi, cha thì luôn vui tươi, mẹ thì lo lắng các con bình yên, chị thì cơm no các em, anh thì hiền thấy kẻ luôn. Em tôi là những người bạn hiền của tôi. Gia đình hỡi, mai mai chúng ta sẽ khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu. Ở nhà đi đi nhỏ đi quán tướng đi lên đường khác đi uống nó này. Cả nhà đây là anh Thông, đây là anh Phượng. Bây giờ là anh làm trưởng chi nhánh ngân hàng trong này tại nhà. Đây anh Kính là cử người đó mà chi nhánh. Đây là hai đây là đồng đội của những bộ đội xe tăng nghe này. Đây là còn đây là anh em trong gia đình. Đi theo bộ đội đi đá đấy. Đấy, cũng đi bộ đội lắm. Đi theo bộ đội đi đá bên tam đường. Hóa phát tí. Lên ông chờ đấy chị đi lên mấy lần rồi. Em thì đi quá độ khoảng 300 cây rồi. Lên thắng đây dấu. Chùa Hoạch, chùa Thiền, vì đây là chùa con người mà sinh ba vô, chùa này không đi được. Đấy, chùa Hoạch đi để cho cổ mặt đấy chứ, ăn, chùa ăn, chùa ăn, chùa ăn, chùa ăn, đau thì cũng đau chứ. Chùa, mà con ngoài châu Hòa, mà châu Hòa đang bình dưỡng. Sau khi hôi đổ mà ra ngoài, chùa lũ ngoài là bỏ đi. Chắc tôi vừa đang vừa thuộc cô lũ con cả đời tôi chết đến hai con đi làm cả bốn nhà rồi đấy. Đúng rồi, cũng lấy lần đầu ra chỗ nếu mà nhớ ở đó thì nó có hẳn à, để làm biểu này toàn bài cùng anh đâm tấn mà tôi lấy đó cũng chỉ cái luôn một cái lễ đặc tập trung là cầm mấy con bò đông đồng nữa. Lấy cái địa chỉ này là tôi mua nhiều lắm. Nói là người gái không giá các thứ là không, nhưng là tôi bà đây là người chủ nghĩa. À hệ. Có đi tiền thôi. Học tập làm cho tận du đi ông kia nha. Con lên mới ó mới tất cả luôn rồi quên. Đấy. Năm 2013
và ngày 12 tháng 8 năm gia đình rất tin mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng mà cái hoàn cảnh của tôi thì hôm nay mọi người đi vui đây, tôi có cái cơ hội như thế này này. Việc lấy vợ của tôi là mấy nhờ là đơn vị bộ đội, là hồi tối đến nửa tháng quân ngũ là nhờ bộ đội, và ông bà ngoại như thế là tùy vợ cho tôi. Khi đó là tôi là nhà mình Trung Quốc ở Trung Việt Bắc. Đại diện cho bên đội để đi hỏi vợ cho tôi. Đấy, thì cái ngày hỏi vợ là tôi nói như thế này này. Khi tôi thì viết cái thư để hỏi ý kiến của bên đội là mẹ tôi nói là con rất thì chú, con là lấy vợ xa. Cho nên khi nói đó thì là bắt đầu như thế là mẹ tôi đồng ý. Thì tôi mới lên nói đi chú hỏi là nói là thôi, ở trong nhà cháu xa quá không ra được thì giữ cháu nhờ chú đại diện cho bên đội đi hỏi vợ cho cháu cái. Đấy, thì là ông Hoạch ông mới nói chưa thì đã chuẩn bị được chi chưa? Thì tôi mới nói những cháu thì trong nhà đồng ý rồi, đi hỏi vợ thì cháu chưa có cái gì cả. Đó là ông mới nói rất để chú có cái tiêu chuẩn được một chút thuốc lá, chú mang xuống đi hỏi vợ cho. Đó. Thế sau đó là mình cái ông bảy đại đội trưởng, thì ông nói thì chữ tôi cũng chăn nuôi được, tôi cho con gà. Là ông đại đội trưởng cho một con gà, và ông chính vì biết thì chăn nuôi được, ông cũng ủng hộ cho một con gà. Như vậy có một đôi gà với một túi thuốc. Thế là khi cảnh đó là thì là con có ông Cải là người hàng xóm đó, ông nói chưa thì phải có cạo nếp chi đó thì mi ủng hộ đó, ông nói chưa thì tao cho một tin gầu nếp nữa. Thì như vậy là thằng ở đó cho một tin gầu nếp với đơn vị góp lại để đi hồi vợ. Đấy thì ra đó thì con là ông chú ra đại diện cho là bên ngoài cho là đồng ý là hồi vợ xong. Thế đến cái ngày cưới thì đơn vị mới cho về để báo cáo với gia đình. Thì tôi khi đó là đêm ngày 8 tháng 8 là đơn vị mới đầu đưa cho tôi cái giấy phép là đi tranh thủ 10 ngày. Thế tôi bắt đầu mới cầm dây ra tôi nhảy ra tàu là tôi đi mặc quần áo bộ đội. Thì khi đi thì thực tế đời linh chiến đấu ở biên giới không có chi cả. Thế là người vợ tôi bây giờ mới nói giữ anh đi không có tiền tàu thì nó mới đưa cái ống có ống ấy, đưa ra cái ống tre đó mới trẻ cái ống tre đó. Thì đếm là được là 303 hay là 303 từ hồi đó. Mình nói tôi gửi anh về thì anh cầm lấy tiền để mà mua vé tàu. Thì tôi hồi đó đời lính mà đi tàu về là không mất tiền vé. Ai hỏi tôi này bộ đội cái xin họ không lấy. Đấy rồi là đến khi về đến nhà là cái số tiền 303 đó là tôi mới để nói đến nhà xong tôi chạy lên cho Vinh tôi mình mua đồ cưới. Đây thì cái bá không bá đâu chẳng biết mua cái gì cả. Thế là lên đó tôi đi mua được một cái áo mút lão mà áo cao cổ ngày xưa đấy, mà màu đỏ mà áo cổ cao mà lại không có tiền mua cái đồ mới mà phải mua cái áo mút lão cũ. Đây bây giờ mua được một đôi dép lê, thì mua được cái nón đó là cái đồ cưới mà khi ra tổ chức cưới là tôi thì có chồng đó là đi cưới vợ. Đây thì ra sau đó như thế là khi tổ chức gia đình xong thì nhờ đơn vị. Đây, ra đó là ông chú này với con một người nay tôi mời mà không biết đến chồng hay là chưa đến tiếng biết là cũng là một người nữ ở đơn vị đó là con cháu ấy thì mới về cho người ta là đến để chịu trách nhiệm văn nghệ. Đây, là tổ chức đám cưới thì nay tôi mời những cái người là xây dựng hạnh phúc cho tôi, nhưng tôi rất nhớ, nhưng mà nay hai người đều không biết đến, bây giờ là còn đi nhỏ chị mà chưa đến, một người thì bảo rồi. Đấy. Thì khi tổ chức xong thì ông bà ngoại cho như ở nhà cái bếp. Cái nhà bếp ở đây là vợ chồng ở đó. Đấy, đến khi sinh được một cháu đầu là con gái, sinh được 3 tháng thì là đơn vị báo động chuyển quân sang đánh ở Hà Giang.
Đấy, thì khi mà tôi bắt đầu lên lái xe tăng để trên đường hành quân xã Hà Giang, người vợ tôi là bỗng cái đứa con đầu mới được 3 tháng vừa chạy theo xe tăng thế này. Tôi thì lái xe mà vợ thì bỗng con cứ chạy theo vừa chạy vừa gọi anh ơi mà con ơi. Mà khi mình đang còn lái xe mà tôi chỉ kịp ngoái cổ lại nhìn vợ với con, nhưng mà phải đi theo cái đội hình để là đi đánh bên này, bên Hà Giang. Thế sau những cái thời gian quân ngũ bắt đầu xuất phát, thế sau đó đến năm 90 thì là ở nhà đấy là bà chị gái đầu tiên của tôi ngồi đó. Thì tự nhiên nằm mơ mình thấy là bố tôi mình nói chị là con ơi ra là Lào Cai đưa em về. Thì bà chị tôi đang ngủ nằm mơ cái thế, thế là không hẹn nhau chỉ cả mà như thế đúng ngày mùng 6 Tết năm 90 thì là tự nhiên chị ra, chị cũng là không nói, thì tôi thấy mùng 6 Tết của chị ra đó. Ra chơi với em rồi cùng chị đến buổi sáng đi buổi chiều lần này thấy chú An ra. Như vậy là không hẹn nhau, chú An thì ở Hải Hưng mà chị thì ở trong ngẩn như ra như là nói kể nói với tôi là chị nằm mơ thấy cha bị nói chị ra Hoàng Liên Sơn đưa em về, chưa là mình nghe chưa là mình nói thôi chưa thì chưa thì để em về, chưa là chị ngồi mấy ngày Tết ra mùng 8 thì mùng 10 là chị về, rồi tôi là chưa chị cứ về rồi em sẽ là chuyển nhà về. Thì khi đó thì tôi mới nói với vợ là chị tình hình là chị nằm mơ rồi đi, chứ có khi ta chuyển về trong nhà đi. Vợ tôi nói xấu với chị là anh đi mua thì em đi cái đó để lo nuôi chồng con, cho nên nói tôi đưa nó bắt đầu như thế hai vợ chồng tìm đến đây và xây dựng nghiệp ở đây. Đấy, cho nên là cái chuyện gia đình là mỗi người trong cái điều kiện nhưng hiện nay là càng đánh là càng bác càng tìm về đây là tập trung. Tôi chỉ xin kể một số cái tóm tắt là anh như thế, và đến bây giờ thì cuộc sống gia đình gọi là cũng tạm ổn vui vẻ. Chứ khi là tôi trở về đời lính là về khoảng khi 7 năm lính trở về trong túi chỉ có còn 2 đồng ngày hào. Đấy là từ Hà Giang hay đánh nhau ở Hà Giang đơn vị đưa cho quyết định phục viên về là chỉ 2 đồng bài áo mà không đủ tiền mua một quay tẹp cho con. Mà cái đồng tiền đó tôi vẫn để lâu, mà tôi nói là để làm cái kỷ niệm cuộc đời của mình, nhưng mà lâu dưỡng lách cho nên mục cho nó không còn nữa, chứ vì là đã 37 năm rồi, 37 năm thì nó không giúp được. Đấy cái còn đó là em ơi, người con gái anh Hùng nhất của anh những cái câu biến lúc Bắc Hồ ông Nguyễn Thị Trắc vào lúc người đá là mẹ lên thay ngoài tình đất vui. Và sau đây xin chị ơi cho em giới thiệu lại hôm nay 30 năm dự một đám cưới vàng của anh chị. Chúng em thế hệ trẻ không mong muốn hơn sau này mong muốn bản thân mình và những người con cả của mình cũng được thể hiện như thế, đó là sự thể hiện ý chí nguyện vọng và sự hạnh phúc của gia đình. Một lần nữa xin chúc mừng anh chị. Sau đây em xin gửi một ca khúc được mang tựa đề Tình Đất để thể hiện sự mặn mà của đất đối với con người. Đất bằng màu và hai áo em bằng tình, trắng mưa trên đường xa xa lối nhỏ em về. Đất dài bao năm bao ngày mưa, đất ôm trọn nhiều người mảnh đất quê hương. Đất yêu người bàn chân lâm buồn khuya sớm mơ, đất thương người lẽ lao dân họ trên đồng nghe gì giàu đâu đó tiếng vi thầm của đất cơ khi tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Đất bạc màu và vài áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng xa xa đây. Đất trải bao nắng bao ngày mưa, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
và sau đây là nếu ai có bình luận gì thêm thì chúng ta sẽ chúc mừng và chúng là cũng là tôi đi đi nhiều đến đâu thì còn đấy và em vẫn chưa là cũng người dân gian dân gian thôi. Lý này là chúc mừng em không phải hát hay mà bài hát có ý nghĩa. Em ạ, à, gì đâu? Bây giờ lúc sống lên tuổi này thì chúng ta em ơi, đi lên là hiện hát hay thì đi ngoài nhà tôi ngoài ngồi đấy ngồi đấy. Khi mà cả nước miền Nam và giải phóng đất nước trở về đồng nội thì tiếng súng vang hai đầu đời biên giới, chúng tôi và anh em lại tiếp bước cha anh thành và anh Mỹ lên đường. Sau đó bản tâm rất may mắn gặp vợ ở đây và hôm nay có 30 năm nay hôm nay chúng ta lại tiếp tục ngồi ở đây, chúng ta ngồi đây nhiều rồi đấy. Thì có ba cái bài hát rất ý nghĩa hôm nay. Một là gửi em về quê không không, nhưng mà cái đó là quê của em ở đâu bài hát thứ hai là Vinh thành phố Bình Minh, anh đón em về thành Vinh quê anh, tất nhiên là em đón. Bài hát thứ hai là về quê, đúng không? Thì hôm nay nói là vợ chồng anh em mẹ con ba cháu thì mình thì chắc là cái bài hát về quê. Bởi vì nếu có quê đâu thì hôm nay không có trước cái đầu nguồn đúng không? Đầu nguồn về đâu? Quê sống lại quê nhà. À, thế thì hôm nay mình nói có thể là quên chỗ này nhớ chỗ kia về quê em ạ, đúng không? Vâng, xin một tràng vỗ tay. Nhưng mà này theo anh em thì về thăm lại miền quê nơi có một thiên đế có vợ trẻ tu kỳ chiều về đưa nhau ta thì về nơi mẹ nửa núi nơi sao diều chơi với dòng sông bên lỡ đình quê ta dòng sương dài nắng nơi chờ chiều liều tranh mãi nghèo nơi tuổi thơ ta đẹp như giấc mơ bao nhiêu năm theo chồng đời không theo chồng đời theo chồng đời thay đổi quyết định đấy em à tao phải đi bao năm qua theo chồng về thành Vinh nơi buồn hồ à là lời cán thương lòng thiếu quê hương ta về đâu một chiều bưng bát cơm quê các thầy biết một tí em ạ, cho phù hợp với bạn này. Vâng, còn cái bài thứ hai là ta phải gửi em về cuối xong không? Đáng lẽ gửi anh, bây giờ ta đổi lại là gửi anh cuối xong không? Em ạ, bài này là của một cái nhạc sĩ nổi tiếng mà hồi xưa mà ta ở trên đó một ngày mình đem bài đi hình như người đã có chín nhớ nha anh có tin không? Lúc anh tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới là hôm nay người dân ta vào cuộc chiến thôi con sông đất mình chưa lúc đó ở quê em tất cả cái loài âm thanh ở tất cả ở thành phố Vinh hay tạm biệt quê nào lúc nào anh ở biên cương không anh nói đúng không công việc này công việc của thằng quân anh nói em như thế nào đúng luôn cả ở đài hóa đài ở Việt Nam miền Bắc Việt Nam miền Trung miền Nam gì đó anh ở chiều nào bốn giờ con anh bốn giờ đến chiều vì cái gói của chàng á cũng như trong bây giờ ta đang từ nước Việt Biển Đông khi nào trường xa về hoàng xa về sẽ có cả sẽ chưa nào bây giờ
thích cái này không nào về ngồi xin sầu như loa. Bây giờ là thế này, hôm nay là nó thành hùng. Ba đây, hôm nay ta mới có 30 năm. Chắc là nhân viên là chỉ có. Chứ thật sự, để làm ô, anh nói với ông là bọn anh tôi đỏ hơn 100 năm, giá biên giới 90 năm. Còn lại ở lại trường, một số học sinh quan, một thằng có quý tím. Nhưng mà bản tâm là anh hùng nhất. Đấy. Em ạ, à, anh từ gái này hút cũng đang hút lũ rồi. Quái sẵn sàng hết. Mà nói thật là phụ nữ là bọn mình đoán được. Thì bọn chẳng tốt. Bây giờ sau đây là một ca khúc để nối tiếp đến chương trình. Sau đây bạn Văn Châu, anh Văn Châu thể hiện tiếp. Em ở trong hồng. Xin mời anh. Chúng tôi ở Hồng Phương, nhớ về biên cương, nhớ về con sông Hồng chảy về đất Việt, nhớ về quê vợ của bạn tôi. Đấy, đúng không? Bởi vì con sông là từ Lào Cai chảy về Tam Lương, Tam Kỳ, Lào Cai chảy về. Cốc Liễu, Cốc Liễu. Đầu đầu luôn. Chẳng là Cốc Liễu. Cốc Liễu là chân đeo, chân tỉnh Sa Mạc, chân đeo Sa Mạc. Là Cốc Liễu. Ở đó Lào Cai chảy về. Sông Nhạc Thao, sông Hồng. Rồi bị chảy về, là hóa bị phê hình hạ. Bị chảy về dưới sông Hồng. Học giỏi gì không? Đâu muốn biết thì ấy đúng vậy. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh đầu gần miền biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Anh ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước. Đem lòng mình gửi về biên giới xa chẳng nói đến lời yêu thương. Em ở biên xa nghe đài báo có mùa đông băng, em ngắm thương anh nơi chiến hào lặng rên và em thương anh. Anh còn một khắc nữa để tiếp tục chương trình. Sau khi đã về quê rồi, đi đến tuổi em với hồi thì đốt về thành Vinh đi và xin được liên tục chương trình. Lòng đón em về thành Vinh quê anh, nghe tiếng nhạc reo, nghe tiếng nhạc reo thành Vinh. Quen sống trong bao tình thương, đây những công trường thành phố bình minh. Câu hát ân tình người anh trai quê đây thành Vinh, qua bao dân lửa tinh thần thiên trung cửa đó. Con đò dòng dạ ngược xuôi cầu ta nối liền bình hòa bình minh. Anh là anh đoàn em về thì là em đoàn về đây. Anh cũng đấy. Vâng, chúng ta cùng một chút. Anh ấy tưởng mai anh đang làm gì?
Chiều thì bảo như linh hồn được cháu vừa gọi cái là mà có bạn ấy. Anh xem tôi ở đây. Bạn không phải đi. Tớ cầu đi. Đi. Cùng ngủ còn là không biết. Còn là anh cầu hôn. Tạm hoa. Tạm hoa nha. Nói chung niềm vui là chúng ta cao thì nhân đuối mà ta thì nhân mươi. Còn sắm cái này để cải thiếu tiếp. Được là bạn này là bọn tôi đưa về tầng 3. Em à. Tại đi tầng 2. Trời ơi. Anh em xin có đôi lời đánh giá. Cái điều thứ nhất phải khẳng định rằng Dương Anh An phải đúng là thể hiện một con người khẳng định đã qua chân đỉnh. Bởi vì cái điều anh nói thứ nhất và đến điều cuối cùng anh làm được. Cho dù sự khẳng khái của anh, sự khẳng định của anh thể hiện qua cái âm vực. Anh có rất sở hữu một giọng hát vang rõ, nhưng hôm nay chắc là tâm lý không được một bạn. Mắt tay. Không phải giờ voi. Chúng ta có quyền được bình luận, được lắng nghe những người chia sẻ cảm xúc của những người bạn. Chúng ta đọc cái cảm xúc của bạn có thật hay không? Bạn đánh giá cảm xúc đó như thế nào? Cái điều quý nhất của con người là chỗ đó. Mà ta chưa nói đến gì hội đồng giám khảo nữa đấy ta. Bình luận. Ngoài cái sự việc, cái khả năng, cái nhiệt huyết của anh, cái sở hữu của anh là một giọng vang rõ. Tất cả những cái buổi tối hôm nay, những cái, các cháu ngồi tầng hai vẫn nghe rõ tiếng hát của anh. Một người lính rơi xa quê nhà. Nhưng mà có cái là ý cái nhạc này là cao thì anh để lên nói này được. Anh nói với em là cái chỗ này là nếu bàn tâm mà mang cái phòng thay hôn thì mình không có 30 năm nay. Đấy, chúng ta hiểu cái gì rồi. À, đôi khi nó sai cái sai điều một chút. Còn bạn bạn tại bởi vì ta là nhạc không tá đây. Bắn nghề gì chứ không phải là bắn nghề gì cũng là trên bắn nghề gì. Đấy, yêu cái không gian nào, cái hoàn cảnh nào cho nó phù hợp. Tá là vui, được không? Không nên nghề vui. Đại vui luôn, đúng không? Cái bài này là ai hát bài này tuyệt vời, bài không thấy câu hôm nay của Tân Kiểm đi tuyệt vời hơn. Nhưng mà thời điểm này đi rất ít người hát bài đó, cái bài này ta cũng bất bỏ. Còn anh là rất nghiền. Nhưng mà để hát thành công rất khó. Thôi ở bên dưới, nói với em ấy, khi năm 79, năm 10 á, người ngoài đó, nghe những bài hát này là rúng động luôn. Người em ở cuối sông Hồng này, tiếng súng vang trên bầu trời bên dưới này, chúng tôi lên đi cùng đồng đội Lê Minh Chính này một loạt, rồi những bài hát này là nói rồi. Thật sự mà toàn bắt đầu công của anh đến biểu diễn trong hoang tre bây giờ ở Hà Nội mà toàn trưởng ấy anh làm cái hướng Mai đây mình nhớ anh ăn yeah.
Em thì hát cũng hay, nhưng mà mọi người phải cổ tay đều được. Mà xin 100 cổ tay cổ vũ nhiệt tình. Không phải là hội đồng nghệ thuật, mà cũng phải là con nhà nghệ thuật không dám nhận về em. Nhưng mà em làm những cái điều lý, tiền thủ lý cho anh được, anh ăn chung cho anh đi. Mà con người ta toàn vành, cái tặng quá chứ, toàn vành, rõ chứ. Đấy, một ca sĩ bị hình dẫn, cứ cầu thì toàn vành rõ chứ. Đấy, đừng có vì anh em đi tìm được tôi nhìn. Hồi xưa tôi đi tìm được. Thương nhớ nơi sáng lên ngọn lửa là trái tim yêu thương không muốn lại thôi một hoa lâu lại trên đêm xuân kim chợt nghe tiếng hoa vàng mỗi sao nhớ mắt anh trong những đêm không ngủ sao em vẫn mở cho anh sao vậy sao mà đêm xa nhau đâu chỉ dài ai nhớ mà trong cái chờ đốt cháy rồi tình yêu pha hoa lên đôi cao đã đỏ đầu là vì dưới màn sau em vẫn là chiến sĩ phải chết cuối cùng đầu mới thành tuổi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu ngày trong chiến đấu anh với em sống mới gần nhau đêm ngày trong chiến đấu anh với